Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Các bạn ơi, Valentine sắp tới gần rồi đấy. Và các bạn có muốn tự tay mình sẽ làm ra những cái hộp quà thật là xinh xắn đáng yêu để dành tặng cho người thương yêu của mình không? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn về cách làm những viên sô-cô-la thật là xinh xắn đáng yêu để làm thành những cái hộp quà như thế này tặng cho người thương của mình nhé. Và nguyên liệu để mình làm những viên sô-cô-la cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị những cái thanh sô-cô-la như thế này nhé. Sô-cô-la thì nó có rất là nhiều màu. Có màu trắng, màu đen, màu xanh, màu đỏ hoặc là màu hồng. Các bạn thích làm màu nào thì các bạn sẽ mua màu đấy. Sô-cô-la này thì các bạn có thể tìm mua ở cửa hàng bán đồ làm bánh nhé. Các bạn có thể lên mạng mà mình vào Facebook, mình search trên Facebook ấy. Mình search cái địa chỉ bán cửa hàng bán đồ làm bánh thì sau đó các bạn sẽ tìm những cái cửa hàng mà nó ở gần với các bạn nhất để các bạn đặt mua những cái viên sô-cô-la, những cái thanh sô-cô-la như thế này. Rất là nhiều màu, rất đẹp các bạn ạ. Tiếp theo là hộp để mình đựng sô-cô-la sau khi mà mình đã làm xong nhé. Thì nó cũng sẽ có rất là nhiều mẫu, hình trái tim này, hình vuông, hình chữ nhật. Những cái hộp như này thì rất là đẹp và rẻ các bạn ạ. Và những cái khuôn cúc kết như thế này để mình sẽ đựng những cái viên sô-cô-la vào đây cho nó nhìn nó đẹp hơn. Cái này thì các bạn cũng mua ở cửa hàng bán đồ làm bánh, rất là rẻ các bạn ạ. Tiếp theo là túi bắt kem này, để mình sẽ cho sô-cô-la vào đây và mình bóp vào. Mình sẽ bóp vào những cái khuôn như này. Đây là khuôn để mình đựng sô-cô-la nhé. Khuôn này thì nó cũng có rất là nhiều mẫu. Nó có hình bông hoa này, hình trái tim này, hoặc là khuôn chữ, khuôn những cái hình thú ngộ nghĩnh. Các bạn thích khuôn như nào thì các bạn có thể đặt mua những cái khuôn như thế nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt nhỏ cái sô-cô-la này ra nhé. Để một lát nữa mình đun cách thủy, mình đun chảy cái sô-cô-la này ra nó sẽ dễ hơn. Để cắt nhỏ sô-cô-la ra các bạn nhé. Mình băm nhỏ ra và ba màu sô-cô-la thì mình sẽ cho vào ba cái bát khác nhau nhé. Tùy vào các bạn muốn làm nhiều hay là ít mà các bạn cắt lượng sô-cô-la nhé. Cái này thì mình sẽ không tính trọng lượng bởi vì là mình có thể tạo thành những cái mà nó có nhiều màu ấy các bạn. Mình ghép màu vào với nhau. Màu hồng rất là đẹp. Các bạn cứ lần lượt cắt nhỏ những cái miếng sô-cô-la ra như này nhé. Sau khi mình đã chẻ nhỏ những cái phần sô-cô-la này rồi thì bây giờ mình sẽ đem những bát sô-cô-la của mình đi cách thủy cho phần sô-cô-la chảy ra nhé các bạn. Mình sẽ cho những cái bát sô-cô-la của mình vào trong một cái nồi nước như thế này các bạn. Sau đó thì mình sẽ đun cho tới khi mà những cái miếng sô-cô-la của mình nó chảy hoàn toàn ra. Và trong quá trình đun thì các bạn nhớ là mình sẽ không đậy vung nhé. Mình sẽ mở vung như thế này mình đun. Bởi vì nếu như mình đậy vung thì cái phần nước nó sẽ rỏ vào sô-cô-la. Thì đến khi mình làm thì cái miếng sô-cô-la của mình nó không đông cứng lại được các bạn ạ. Trong quá trình cách thủy sô-cô-la thì các bạn lưu ý nhé. Khi mà nước đã nóng rồi thì các bạn sẽ cho thật là nhỏ lửa xuống mình nấu nhé. Mình sẽ để cho nước nó nóng từ từ, nó làm sô-cô-la của mình nó chảy từ từ ra nhé. Các bạn thấy sô-cô-la của mình nó đã chảy hết ra rồi đấy. Và sau khi mà sô-cô-la đã chảy hết ra thì mình sẽ cho vào cái túi bắt kem ấy các bạn. Để mình bóp vào những cái khuôn nhá. Các bạn thấy này, khuôn của mình ở đây nó có chữ này các bạn. Và mình sẽ dùng cái sô-cô-la trắng để mình bóp vào cái chữ này. Mình tạo thành cái chữ cho cái miếng sô-cô-la của mình nhá. Các bạn thích màu gì thì các bạn tạo thành màu đấy nhá. Mình đã cho sô-cô-la vào trong một cái túi bắt kem rồi.
Giờ mình sẽ cắt đầu của cái túi này ra. Sau đó thì mình sẽ bóp vào cái khuôn chữ này nhé. Các bạn cũng có thể tạo thành hình những cái hoa bằng màu trắng này. Các bạn cũng có thể làm cái bông hoa thành màu hồng nhé. Mình sẽ tạo thành 3 màu các bạn ạ. Sau khi đã bóp lớp màu đầu tiên vào rồi thì các bạn sẽ cho cái khuôn của mình vào trong ngăn đá của tủ lạnh khoảng 15 phút cho phần sô cô la của mình hơi cứng lại, sau đó thì mình mới bóp tiếp lớp thứ hai nhé các bạn. Sau 15 phút mình cho vào tủ lạnh thì cái lớp sô cô la đầu tiên của mình đã cứng lại rồi này các bạn ạ. Và bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục bóp lớp sô cô la thứ hai vào nhé. Cái khuôn của mình thì nó đã có sẵn hình rồi, cho nên là tùy theo sở thích của các bạn tạo màu nữa thôi. Sau khi đổ sô cô la vào khuôn xong thì các bạn có thể gõ lên như này để cho cái phần sô cô la của mình có chảy đều ra khuôn. Sau khi cho hết lớp sô cô la thứ hai thì các bạn lại tiếp tục cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 15 phút trước khi mình cho tiếp một lớp nữa nhé. Và tùy các bạn có thể làm một lớp, hai lớp hoặc là ba lớp hoặc nhiều hơn tùy sở thích các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho nốt cái phần sô cô la đen vào nhé các bạn. Mình sẽ đập luôn cái phần khuôn xuống như thế này cho sô cô la của mình nó mịn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ việc chờ cho sô cô la của mình nó cứng lại là mình sẽ lấy ra khỏi khuôn được đấy. Các bạn thấy khi sô cô la của mình cứng, mình lấy ra khỏi khuôn rất là dễ dàng này. Và mình đã có một cái sô cô la hình bông hoa rồi đấy. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong hộp sô-cô-la rồi đấy các bạn ạ. Các bạn có thể cho thêm thật nhiều những cái viên sô-cô-la vào đây cho cái hộp của mình nó nhiều hơn nhé. Vậy là chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian thôi là mình đã có ngay một hộp quà xinh xắn tặng cho người thương yêu của mình rồi, phải không nào các bạn? Các bạn có thể tìm mua những cái khuôn với rất là nhiều những cái hình dáng khác nhau nhé. Hãy để những viên sô-cô-la ngọt ngào như thế này thể hiện tình cảm và gửi những lời yêu thương tới nửa kia của mình nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn hãy thử làm những viên sô-cô-la xinh xắn đáng yêu như thế này để bày tỏ tình cảm của mình với người thương yêu của mình nhé. Các bạn có thể sáng tạo thêm những cái hình sô-cô-la.